hẳn các bạn đã gặp strawberry, blueberry. Nên mấy bạn sẽ phát âm cái hiệu này là burberry. No, nó không phải phát âm là burberry. Chỗ chữ E đó nó phát âm là burberry, burberry, burberry. Hạ giọng ở cuối nè, burberry, burberry. Biết xài hàng hiệu phải biết cách phát âm nó cho đúng nha.